Ho Chi Minh City, one of Southeast Asia's most dynamic urban centers. But in the late 70s, it was a place of refuge for thousands of Cambodian refugees. Cambodian-born Trang Hoang Hu has lived in the city's outskirts for 35 years, a refugee from the Khmer Rouge regime. He and his family found safety, but they lost their nationality. They were stateless. Without citizenship, they faced immense hardships. Nếu mà lúc đó mà chúng tôi về Việt Nam, nếu mà chúng tôi có được quốc tịch lúc đó, thì cái công việc làm ăn của mình không phải mà giống như hiện tại bây giờ. Có thể mình sẽ đi học thêm để mà mình phấn đấu, mình làm thêm một cái gì đó. Nhắn thêm tự kiến để cho nó làm cho web dọn sơ. His children were also affected. Khi mà trong quá trình đi học á, thì sẽ có những cái suất học bổng do những cái nhà tài trợ cho trường, thì người ta sẽ có những cái suất học bổng để mà đi học ở nước ngoài, ví dụ như là ở Nhật. Đó rồi sau khi này bắt đầu lấy vợ á, muốn quen người con gái này thì vô nhà thì bây giờ người ta đánh giá là không có giấy chứng minh, giống như người sống là ngoài mà pháp luật vậy đó. Muốn làm gì làm thì cái người này có là đánh giá người ta là đánh giá không đàng hoàng. Đó cho. They lived in limbo for decades, until recently when the Vietnamese government introduced groundbreaking reforms. UNHCR has been working with Vietnamese very closely in order to change the policies and the laws so that the people here can benefit from the law, the change of the law, so that they can become Vietnamese. Since July 2010, more than 2,000 Cambodians have been granted citizenship, helping to make Vietnam a role model in ending statelessness. Tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam làm rất là nhiều việc, nhưng mà cái việc lớn nhất và quan trọng nhất đó là cái việc mà đã sửa đổi cái luật quốc tịch. Thì trong cái đấy là cái cơ bản nhất đã giúp họ để vượt qua rất nhiều cái trở ngại. These days, Tran advises others, stateless people and new citizens alike, on how to improve their situation. For him, citizenship means that he can now apply to own the home he's lived in for years, giving his family a newfound security. Cảm giác rất vui chứ, rất vui, rất hạnh phúc luôn đó. Bởi vì là mình thấy cái tương lai của thế hệ mình gần như là có thể nói là nó không còn được bao nhiêu. Benefits like jobs and travel abroad. Được học lên cái toán trưởng, mức lương nó sẽ cao hơn, thu nhập ổn định hơn. Được tham gia bảo hiểm xã hội, được tham gia các cái này kia thì nó rất là tốt. Đó chính là cháu được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và những cái chế độ khác liên quan đến quyền lợi của công dân Việt Nam thì cháu đều có được hết đầy đủ và sau này thì cháu con đang ấp ủ là sẽ. Vietnam's decision to give some refugees citizenship has been welcomed. It has made a world of difference to Tran and his family. It has given them a country to call their own.